Chào nị, đố nị nè, vì sao trái này lại có tên gọi là sầu riêng? Không có gì buồn khổ ở đây đâu nha. Thật ra sầu riêng bắt nguồn từ cái từ là durian trong tiếng Mã Lai. Thì duri nghĩa là gai, còn hình chỉ một loại trái. Thì durian nghĩa là trái có gai, vậy thôi. Tương tự như vậy với từ rambutan. Thì trái chôm chôm á nị, rambut trong tiếng Mã Lai là tóc. Do đó rambutan nghĩa là trái có tóc. Thì từ durian này sau đó được mượn sang tiếng Khmer và được đọc thành Turin. Thì sang Việt Nam á, thì lại đọc trại ra thành sầu riêng luôn. Một trái khác á, là trái măng cụt, cũng bắt nguồn từ tiếng Mã Lai là mangosteen. Thì sang tiếng Khmer á, thì lại là thành măng cụt. Và sang Việt Nam á, thì được đọc lại thành măng cụt. Nên nhớ nha, cả ba cái loại trái cây này á, trong tiếng Anh có durian đều bắt nguồn từ tiếng Mã Lai đó. Mẹ cô thấy sầu riêng ngon mà đúng không? Nên đâu có gì phải sầu khi được ăn nó đâu đúng không nị? Đối với cô nha, một ly sinh tố bơ mà thêm sầu riêng nữa là ngon nhất trên đời luôn đó. Một chút kiến thức cho ngày mới vui vẻ nha nị. Mong nị thành người đàng hoàng. Bye nị.